Hư này, lần sau còn ra tay với cô ở đây không? Hả? No God! Cô đừng tưởng cô giáo là cô thích đánh em là đánh lúc nào là đánh đâu nhá. Bố mẹ em còn không dám đánh em đâu đấy. Cậu cút ngay khỏi đây cho tôi. Mày học hay cái đấy ạ? Em thưa cô, em vào lớp ạ. Ừ, vào lớp đi em. Thế bạn Thóc không đi cùng em à? Dạ em không biết đâu cô ơi. Cái thằng này không biết nó học hành kiểu gì nữa. Một tuần có 7 ngày mà nó nghỉ mất 4 ngày thì còn học hành cái gì nữa. Ngô nhá, em là người học giỏi nhất lớp đây. Em đừng có mà học theo bạn Thóc. Như thế là sau này không có tương lai đâu. Mình nhà nghèo thì mình phải cố gắng học thật tốt vào. Dạ vâng, em biết rồi cô ạ. Thóc, quay lại cửa lớp cho cô. Em đi học mà cô. Thế cô định không cho em học à? Cô bảo quay lại cửa lớp cho cô. Nhanh lên. Em đi học hay là em đi chăn trâu đấy? Em nhìn lại mình xem, nhìn có rớt học sinh không? Cô buồn cười nhỉ. Em đi học thì cô lại bảo em đi chăn trâu. Cô không có mắt à? No. Em vừa nói cái gì cô? Cô là cô giáo mà em dám nói là cô không có mắt à? Ở nhà bố mẹ không dạy à? Bố mẹ không dạy thì để cô dạy cho. Hư này, lần sau còn ra tay với cô ở đây không? Hả? No God! Cô đừng tưởng cô giáo là cô thích đánh em là đánh lúc nào là đánh đâu nhá. Bố mẹ em còn không dám đánh em đâu đấy. Cậu cút ngay khỏi đây cho tôi. Em nói cho cô biết nhá, cái trường học này không phải của cô làm ra đâu đấy. Cô mà không cho em học nữa em về nhà em mách bố em đấy. Cô không đã nói là cô không cho em học, nhưng mà cái thái độ này của em ấy không giống một người học sinh. Thì cô phải bảo em chứ, chưa gì đã đuổi em ra khỏi lớp rồi. Thế bây giờ em phải làm thế nào mới giống học sinh? Nhìn bạn Ngô kìa, phải như thế mới giống học sinh kìa. Em là em chứ em có phải bạn Ngô đâu mà cô bắt em phải giống bạn Ngô. Quần thì sắn như là đi bắt lợn, sau áo thì phanh ngực ra, khăn quàng thì không đeo vào cổ, còn mang đội lên trên đầu. Cái phong cách này là em bắt chước theo kiểu nhân vật trong game mà cô. Cái phong cách này là em bắt chước theo kiểu nhân vật trong game mà cô. Đến lớp là không được như thế. Em ở nhà em như thế nào thì cô kệ, nhưng mà đã đến lớp thì phải giống học sinh. Em hiểu không? Thế ý của cô là bây giờ như thế nào? Bây giờ em muốn vào lớp ấy, em thả cái ống quần của em xuống, cài cúc áo vào, đeo khăn quàng vào cổ. Thế mà cô không nói sớm. Em vào lớp được cho cô? Ờ, vào đi. Đây là chỗ của ta mà, mày ngồi bên này đi. Tao thích ngồi đây, mày có gì không? Mà sách vở có Thóc đâu. Không mang sách vở thì học hành kiểu gì? Là sáng nay em ngủ quên nên là vội lên lớp quá, em quên mất rồi cô ạ. Đi học còn quên sách vở, tao cũng chịu mày rồi. Kệ bố mày. What? Em học hành kiểu này á, cuối năm bị ở lại lớp thì đừng có trách cô. Cô nhắc em nhiều lần, cô chán lắm rồi. Thôi hôm nay lớp mình sẽ kiểm tra một tiếp nhá. Cậu làm gì đấy Thóc? Tôi còn đang đứng ở đây mà cậu dám lấy điện thoại ra chơi à? Trong mắt cậu, tôi có phải là cô giáo của cậu nữa không? Tôi là cô giáo, tôi lên lớp, tôi có cần sự tôn trọng của học sinh chứ. Hay là cậu không muốn tôi dạy cậu nữa? Nếu cậu không muốn tôi dạy cậu, tôi sẽ bảo nhà trường đổi cô giáo khác về dạy cậu. Thôi, cứ điện thoại đi, cô đã bảo thế rồi, sao mày cứng đầu thế? Cậu là học sinh của tôi muốn tốt cho cậu thì tôi muốn nói cậu thôi. Chứ cậu đừng nghĩ là nhà mình giàu, nhà mình nhiều tiền, cậu lên lớp, cậu thích làm gì thì làm. Đã lên lớp ấy thì phải giống học sinh, tôi trở thành cô giáo và bạn bè. Mà nếu như cậu cảm thấy không muốn học nữa ấy, về nhà bảo bố mẹ lên lớp, xin thầy cô giáo một câu, cho cậu nghỉ học luôn. Không phải đến trường nữa, lúc đấy cậu thích làm gì thì làm. Chứ cứ như thế này, lên lớp chỉ làm khổ thầy cô và các bạn thôi. Thôi bây giờ cô sẽ lấy bài kiểm tra cho các bạn làm nhá. Dạ vâng. Làm xong thì nộp cho cô. Còn Thóc không có bút thì làm bài kiểm tra kiểu gì? Thì em không có bút thì em không làm nữa. Thôi, cô cho mượn bút, làm xong thì nhớ giải cho cô nhé. Vâng. Thôi các em làm đi, cô ra ngoài một chút. Các em làm bài xong chưa? Cô em xong rồi cô ạ. Cô ơi, Thóc này. Trời ơi, em có biết nhà bạn Thóc đâu không? Dạ, em có biết cô ạ. Thế đưa con đi, để cô gọi bố của bạn ấy lên xem nào. Vâng. Nộp bài cho cô đã. Dạ. Đi. Đấy, bác xem con trai của bác là học hành kiểu này đấy. Lên lớp thế này đây. Sáng nay lên thì sẵn áo quần, chẳng giống học sinh tí nào. Còn cái cô nữa, bây giờ thế này đây. Bảo là bài kiểm tra cũng làm. Mày học hay cái gì ạ? Hết. Mày ơi, mày lên lớp mày bài kiểm tra mày không làm, mày lên lớp mày như thế này à? Mày ngủ à? Tôi cũng chịu luôn rồi. Khác qua mày biết rồi này hả? Nó phải cho học rồi đấy này. Mày không thành người rồi, sau này tao cho mày đi nước ngoài cho nó bọn nó đào tạo mày nữa. Mày trời ơi, anh nhái có bảo nó mà xong lên lớp nó thằng này thực ra nó là con út của tôi thì tôi cũng chiều nó từ nhỏ rồi nên là bây giờ nó hư quá cô ạ. Học sinh nó phải ngoan như bạn ấy kia. Mày tìm lại đi, mày không thành người rồi. Mày xem này, con nhà người ta ăn mặc như thế này mới giống học sinh chứ. Nước giá thì chảy ra hết cả mồm, nước hết cả bàn rồi. Mày là xấu hổ tao quá rồi. Tối về tao cho mày nhìn con. Bài kiểm tra thì không làm. Lên lớp là cứ cãi cô nói chứ. Tối về mày cứ hỏi chơi game lắm vào. Tối nay tao thu cái điện thoại mày. Đâu, cái điện thoại đâu? Đưa lại cho bố. À đúng rồi, hôm nay nó còn chơi game ở trong lớp nữa. Bác ạ. Mày, từ giờ mày đừng có hoạt động vào cái điện thoại này nữa. Lên lớp thì anh đừng cho nó mang điện thoại lên lớp, nó toàn chơi game ở trong lớp thôi. Mày lên lớp mày phải tôn trọng cô giáo mày nhá. Mày còn nhỏ tuổi mà mày đã hư thế này, sau này lớn mày đi ăn trộm ăn cướp tao kệ mày, mày đi tù luôn đấy. Mày có học được không? Không học được thì tao xin nhà trường cho mày về luôn. Sang năm cho mày lấy vợ luôn đấy. Không có học được mà. Bây giờ thế nào rồi cô? Được nghỉ chưa? Làm xong rồi nhưng mà nó chưa làm được cái gì cả. Mày bây giờ thế này nhá, mày làm bài tập này cho xong là nộp cho cô giáo, xong là mới được về. Mày mà không làm bài này cho cô giáo tí tận buổi mày ra khỏi nhà luôn. Mà ở nhà sách vở thế nào mà nó lên lớp chẳng bao giờ thấy nó cầm bút và sách vở lên lớp là sao hả anh? Cả sách vở mày cũng không ăn được, mày không chịu được. Đây cặp con này. Đây là cặp mèo. Mày còn lừa bố mày. Tao cho mày phát bây giờ. Đây cặp của Ngô đó. Vâng. Đấy. Mày quát láo rồi. Mày làm ngay bài tập này. Thời gian này bố mày bận đi làm ở công ty quá là không có thời gian để quản mày, bây giờ mày hư quá rồi. Mày... Cả trường này mỗi nó là thằng hư nhất trường luôn đấy. Kiểu thời gian này tôi vừa mới nhận được chức làm giám đốc của công ty xây dựng số 1 đấy. Thì là tôi đang bận cái công việc quá, không quan tâm con được. Có gì là về tôi sẽ thuê một người về để quản cái thằng này, để cặp nó học lúc nào nó thành người thì thôi cô ạ. Cô không phải lo đâu. Rồi, có gì nếu mà nó về tôi mà nó còn thái độ thế này nữa tôi cho nó nghỉ học luôn. Tôi thì tôi là cô giáo thì tôi cũng không dám nói nhiều. Nói nhiều thì bọn nó cũng không nghe tôi. Nó hư cô cứ lấy cái thước kẻ vụt vào mông cho tôi. Thôi thì... Mày làm bài đi nhá. Có gì thì làm xong đi, sao rồi... Làm xong rồi các cô đấy, tao đang bận việc ở công ty, tao phải chạy về đấy. Mày lao quá. Thế về nhá. Thôi tôi về cho cô nhá.